Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cà Phê Len. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Sapeco kiếm 15 tỷ mỗi ngày khiến các doanh nghiệp khác phải suy nghĩ rất nhiều. Lợi nhuận sau thuế 1.319 tỷ đồng, tăng hơn 109 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương lãi gần 15 tỷ đồng mỗi ngày. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong 2 năm gần đây. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Sapeco tăng 5% lên 15.270 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà cải thiện gần 6% lên 2.343 tỷ đồng, tương đương ghi nhận khoản lãi hơn 13 tỷ đồng mỗi ngày. Doanh thu sụt giảm nhưng nhờ tiết giảm chi phí nên Bia Sài Gòn thu về lợi nhuận gần 15 tỷ đồng mỗi ngày trong quý 2 năm 2024. Báo cáo về kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2024 do công cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn, Sapeco vừa công bố cho thấy công ty lãi ròng hơn 1.248 tỷ đồng trong quý 2 năm 2024, cao nhất trong 7 quý gần đây. Cụ thể, Sapeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.086 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023. Theo lý giải của ban lãnh đạo Sapeco, việc thực thi nghiêm ngặt nghị định 100/2019 và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tiếp tục tác động đến hành vi người tiêu dùng. Tình trạng này khiến doanh thu thấp hơn mặc dù có tác động tích cực của việc tăng giá. Với con số Sapeco kiếm 15 tỷ mỗi ngày bất chấp quy định nồng độ cồn quả là ấn tượng. Dù doanh thu sụt giảm nhưng Sapeco đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí trong 3 tháng gần nhất để tối ưu lợi nhuận. Theo đó, chi phí tài chính từ hơn 17 tỷ đồng giảm xuống chỉ còn 7,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm từ 1.167 tỷ đồng còn hơn 902 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ hơn 200 tỷ đồng xuống còn hơn 176 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Sapeco ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.634 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023. Trong 6 tháng đầu năm, nhà sản xuất bia hàng đầu Việt Nam đã chi hơn 1.030 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo khuyến mãi. Mức chi này giảm gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Năm nay, Sapeco đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 34.400 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.580 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 8% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, sau nửa năm kinh doanh, Sapeco đã hoàn thành 44% chỉ tiêu doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận. Tính đến ngày 30 tháng 6, tổng tài sản của Sapeco đạt gần 34.200 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang có gần 23.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 69% tổng tài sản. Trên bảng cân đối kế toán, Sapeco cũng đang có hơn 9.823 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị khoản đầu tư của ThaiBev vào Sapeco giảm 70.000 tỷ đồng. SAB từng là cổ phiếu tâm điểm trên thị trường chứng khoán khi nằm trong nhóm cổ phiếu Blue Chip có thị giá đắt đỏ nhất sàn chứng khoán, nhất là giai đoạn cổ đông nhà nước thoái vốn. Đỉnh điểm vào 29 tháng 11 năm 2017, mã chứng khoán này cán mốc 334.500 đồng một cổ phiếu. Ngày 18 tháng 12 năm 2017 là thời điểm lịch sử của cổ phiếu ngành bia này khi Bộ Công Thương đã bán thành công 343 triệu cổ phiếu SAB cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage, một pháp nhân của ThaiBev, với mức giá 320.000 đồng một cổ phiếu. Thương vụ có giá trị vào khoảng 110.000 tỷ đồng. Mức giá đáy hiện tại của SAB hiện đã giảm khoảng 65% so với giá mua vào của ThaiBev, tính giá điều chỉnh do đợt chia cổ phiếu thưởng 100% hồi tháng 9 năm 2023, tức còn 160.000 đồng một cổ phiếu. Cổ đông chịu thiệt hại lớn nhất khi cổ phiếu rơi về đáy đương nhiên là ThaiBev do đang nắm giữ gần 53,6% vốn công ty bia lớn nhất Việt Nam. Khoản đầu tư 110.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2017 đến nay chỉ còn giá trị thị trường chưa đến 40.000 tỷ, tức giảm hơn 70.000 tỷ sau 6 năm. Bia Sài Gòn đề xuất thay quy định nồng độ cồn bằng không. Theo báo Dân Việt, công ty Sapeco, mã chứng khoán SAB, công ty này đang làm việc với Hiệp hội Bia Rượu, Nước Giải Khát Việt Nam, VBA, để kiến nghị chính phủ thiết lập giới hạn nồng độ cồn trong máu hợp lý thay vì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Sapeco vẫn được thị trường biết đến với tên Bia Sài Gòn, công ty đề xuất nhà nước bỏ quy định không cho phép có nồng độ cồn khi lái xe, thay vào đó sẽ là một mức hợp lý nào đó. Ngoài ra, Sapeco cùng các công ty trong cùng lĩnh vực đang muốn đề xuất chính phủ hoãn lại kế hoạch tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, rượu và đồ uống. Đề xuất của ông lớn ngành bia được đưa ra trong bối cảnh chính sách quy định nồng độ cồn, siết chặt quản lý, kiểm soát nồng độ cồn đang khiến việc tiêu dùng giảm mạnh, nhất là ở kênh nhà hàng, quán ăn,
Theo VBA, việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn như hiện nay đã và đang tác động tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng hai ông lớn ngành bia Việt là Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Hà Nội, Habeco Jose, BHN và Sabeco đều ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống. Với Bia Sài Gòn, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuận đạt hơn 30.400 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán bia chiếm gần 90% doanh thu hợp nhất nhưng đã giảm 12% so với năm trước. Lãi ròng của hãng theo đó giảm 23%, đạt hơn 4.200 tỷ đồng. Hai công ty con của nhà sản xuất này là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn, Hà Nội, Upcom BSH và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn, Miền Trung, Hose SMB cũng chứng kiến lãi ròng giảm lần lượt 25% và 16% trong năm vừa qua. Xu hướng giảm tiêu thụ đồ uống có cồn cũng được minh chứng rõ trong báo cáo tài chính năm vừa qua của các doanh nghiệp, nhà máy bia trong nước lẫn các hãng bia ngoài kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Ở khu vực phía Bắc, tình hình kinh doanh của các nhà máy bia cũng không thuận lợi hơn. Với Habeco, doanh nghiệp này vừa trải qua một năm kinh doanh đi lùi cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Năm qua, chủ thương hiệu bia Hà Nội nhận hơn 7.700 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 8% so với năm 2022. Lãi ròng thậm chí giảm hơn 29%, đạt 355 tỷ đồng. Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đồ uống chính là các loại thuế như thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt. Cần tiếp tục lùi thời hạn tăng thuế, chưa nên điều chỉnh tăng thuế tại thời điểm này mà cần giữ ổn định chính sách thuế cho ngành đồ uống, đặc biệt là với doanh nghiệp sản xuất bia, rượu, bà Vân Anh nhìn nhận. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết để khắc phục khó khăn và phát huy nguồn lực nội tại, các doanh nghiệp đồ uống mong muốn nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, phục hồi và phát triển sản xuất. Có lẽ vì tình hình kinh doanh bết bát mà Sabeco kiến nghị chính phủ thay đổi quy định về nồng độ cồn khi lái xe. Sabeco lao dốc không phanh, phải hợp nhất công ty con, sở hữu bia không cồn. Thông tin mới đây, Sabeco sẽ hợp nhất công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây, Sabibeco mã SBB. Mức tiêu thụ ngành bia có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường. Sabibeco sở hữu bia không cồn Sagotano, Alcohol, dự kiến sẽ khai thác thị trường tương lai. Với cổ phiếu, SAB đã giảm liên tục và rơi xuống đáy lịch sử hơn 56.000 vào cuối tháng 2, gần đây tăng nhẹ với mức giá 60.600 đồng CB. Các đối thủ của Sabeco cũng có doanh thu sụt giảm đáng kể, hy vọng một tương lai gần hãng bia Việt này có lại doanh thu như triển vọng. Việc đi xuống của giá cổ phiếu Sabeco có thể đến từ triển vọng kém sáng sủa của ngành bia tại Việt Nam. Lợi nhuận của hầu hết các hãng bia đều lao dốc vì quy định nồng độ cồn, Sabeco cũng không tránh khỏi. Nhu cầu tiêu thụ thấp khiến lợi nhuận của Sabeco đi xuống phải hợp nhất công ty con. Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn, Sabeco đạt mức 78.000 tỷ vốn hóa khi mức giá 60.600 đồng CB. Năm 2017, Thái Bev đầu tư vào Sabeco tham vọng chiếm lĩnh thị trường bia Việt Nam. Đại gia Thái Lan đã bỏ túi hơn 9.000 tỷ cho khoản đầu tư này, nhưng tạm lỗ 3,5 tỷ đô la Mỹ sau gần 6 năm qua. Doanh thu của Sabeco đạt 30.706 tỷ trong năm 2023, giảm 13% so với năm trước và thấp hơn cả năm 2016. Chỉ lãi sau thuế vỏn vẹn 4.255 tỷ đồng. Do kinh tế khó khăn cùng việc siết chặt quy định nồng độ cồn, doanh số bán hàng của các hãng bia tụt dốc,